chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ video chợ hoa Tết 29 Tết tại quảng trường tỉnh thành phố Biên Hòa. Quý vị thấy không đó, tuy là mùa dịch cúm đang hoành hành nhưng mà bất chấp người dân cũng nhộn nhịp đi mua quá trời đông nha quý vị. Mình ngại quá mình không có vô, mình ở ngoài. Giờ xin mời quý vị và các bạn đi tiếp tới chút cho quý vị xem cái cảnh ở trong nha. Rồi quý vị cùng mình đi vô xem qua nha. Cắm cũng kéo vô rồi.
đâu ra. Này cái bông nghệ thuật bông vải á. Rẻ 200 quá rẻ. Qua cái mai này coi. Bán đồ kìa, người ta hỏi cút kìa, nhưng cái riêng chịu thank you.
Cái này nha. 700. Có cây này à, như vậy. Cây này có người mua hả? À, cái này chưa, cái này là triệu 2 đi. Triệu 2 hả? Cái này đẹp có thấy mấy cái kia. Hiện giờ 11 giờ nè quý vị. Đó. Cũng đi dài dài thôi chứ cũng không có đông. Chạy qua quảng trường này như là tới 30 á, lúc đó là bắt đầu muốn sâu bầu sâu bọng. Tối 29 tối 30, sáng 30 là trả chỗ rồi đây. Tối 29 là bắt đầu rộ lên đông lắm. Này xe hơi đây chuẩn bị chở đào về chân chân Tết à. Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Trân trọng kính chào.